cứ để anh ngơ ngơ thân thờ đôi cho từng nhai. Cảm ơn nha. Và mình cũng có thể nói cái giọng nói của miền Bắc nha. Hey! Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán ly cà phê, tay một cô bé xinh thật xinh quá tật nhân. Anh vội chạy theo những trang thái về yêu ở đâu. Em là cô tin làm cho anh ngừng thân thờ. Và thế là anh sang sang cốc cà phê. Và thế là anh tôi tôi cốc cà phê. Chỉ muốn gặp em để anh xin số phone. Nhưng sao anh chẳng tái nhé. Này cô bé yêu em là ai? Sao em không về đây? Cứ để anh ngơ ngơ thân thờ đôi cho từng nhai. Và anh mong gặp em cho anh xin làm quen. Lỡ biết đau mai đây một ngày em là của anh. Si vous voulez apprendre le vietnamien de manière efficace, eh bien, contactez-moi. Nếu các bạn biết một người Tây nào hay là một người Việt Nam mà cần học tiếng Việt thì các bạn cứ giới thiệu cho mình nhé. Mình sẽ dạy cho. Cảm ơn nha. Không có quan trọng mình học giọng nói nào hay là giọng nói nào. Quan trọng là mình nói cho người ta hiểu. Rồi, cảm ơn nhé.